Xin chào cả nhà nhá. Hiện tại là 5 giờ sáng. 5 giờ 6 phút sáng. Dậy. Mình dậy từ 4 rưỡi cơ. Qua 10 giờ mình ngủ. Để sớm đi chợ mua cá. Đang chờ những mẻ lưới đầu tiên. Đi về ra mới mua luôn. Đang ở biển. Bây giờ cả 5 giờ sáng rất là sớm nè. Hơi tối. Kia có ba em rất tươi đang đứng ở dưới biển. Sớm lại có người tắm này. Bây giờ là 5 giờ sáng các bạn nha. Bây giờ là 5 giờ sáng. Sóng đánh rất mạnh luôn. Sóng rất là mạnh. Bắt thật tuyệt vời. Đây có bài em xin cười em mặt. Đây
đôi mũ thì tưởng đàn ông bỏ ra mà biết là đàn bà. Em này em nhớ chưa người yêu. Thế thì giờ mới có 19-20 là con ế rồi. Chuẩn bị đấy.
Thank you.